bây giờ tôi muốn chuyển qua để mà chia sẻ một cái thông tin khác cũng rất là thú vị chúng ta lại có thêm một đề xuất nữa liên quan tới bitcoin spot etf nhưng mà lần này đó không giống như là drayscale uh, không giống như là chúng ta nói tới arkin best hay là chúng ta nói tới blackrock mà đây là một cái đề xuất uh, đến từ hasdex Hashdex là một cái công ty đầu tư họ quản lý khoảng chừng là 430 triệu thì có phải là lớn lắm các bạn. Thực ra con số này đó là không lớn nếu chúng ta nói tới một quỹ đầu tư. Nhưng mà công ty Hashdex này đó thì họ lại ra một cái đề xuất Bitcoin Spot ETF hoàn toàn khác với lại đề xuất mà chúng ta đã nghe nói tới sử dụng sàn Coinbase vân vân. Đề xuất này đó là không dùng sàn Coinbase mà đề xuất này đó sẽ dựa vào sàn CME. Thì cái cách hoạt động như thế này trong cái đề xuất này đó thì nếu như mà được thông qua thì mọi người đó sẽ giao dịch dựa theo cái giá của CMB Futures thì các bạn sẽ đặt câu hỏi ngay lập tức Thường Dư nói tới đây là một cái Bitcoin Spot ETF thì tại sao lại giao dịch thông qua CMB Futures đó là hợp đồng tương lai mà thì cái lý do là tại vì cái cái hoạt động này như thế này các bạn có thể là sử dụng future CMB rồi sau đó các bạn có thể là hoán đổi Futures đó thành cái sản phẩm thực sự và trong cái đề xuất này đó chính là Bitcoin Spot thì các bạn có thể là lưu trữ future rồi các bạn có thể hoán đổi nó thành Bitcoin Spot thông qua sàn CME có nghĩa là sẽ không qua bất cứ một sàn nào khác ngoài sự CME mà thôi và lý do đó thì công ty nói là một trong những lo ngại của SEC đó chính là ở Hoa Kỳ không có một cái sàn nào gọi là được sự quản lý chặt chẽ và cố bằng hoạt động chính thức đến từ SEC nhưng mà sàn CME thì lại có nếu như mà sàn CME đã lưu trữ Bitcoin rồi cho người ta chuyển đổi hợp đồng tương lai thành vật chất thực sự thường là các bạn thấy là những cái hợp đồng liên quan tới dầu thì chuyển đổi thành vật chất thực sự nhưng mà hợp đồng tương lai của bitcoin thì sẽ chuyển đổi thành bitcoin spot thì đó là lập luận đến từ hashdex không biết là SEC có chấp nhận hay là không và hashdex nói đó là nếu như mà SEC chấp nhận thì cũng hợp lý tại vì sàn CME là sàn mà đã được SEC coi như là hợp pháp rồi chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi xem coi SEC sẽ chia sẻ gì cho tới thời điểm bây giờ đó chủ tịch SEC Gary Gensler vẫn chưa có hé lộ bất cứ một thông tin gì về suy nghĩ của ông ta về Bitcoin Spot ETF cái cập nhật kế tiếp này đó là liên quan tới XRP thì người này đó đã đưa ra một cái lập luận mà thần cũng thấy là cũng rất thú vị trên nên muốn chia sẻ với các bạn tại sao mà chúng ta lại thấy là những cái cơ quan giống như là SEC đây thì lại tấn công Ripple chứ không phải là một đồng khác mà họ lại muốn tiếp tục tấn công Ripple thì lý do đó người này nói là tại vì liên quan tới ngân hàng không giống như những cái đồng khác, XRP đó, từ những ngày đầu tiên là một trong những công ty mà họ muốn để mà hỗ trợ ngân hàng, tổ chức đầu tư để mà di chuyển tiền xuyên quốc gia. Đó là cái mục đích của công ty Ripple, nó khác hoàn toàn so với những cái uh, token các bạn thấy được là không có một đồng nào lên tiếng nói là mình sinh ra chỉ để cho di chuyển bởi những ngân hàng hay là những tổ chức đầu tư. Nhưng mà XRP đó, thì đó là cái sứ mệnh cho nên nó khác nhiều và điều này là cực kỳ quan trọng tại vì sao? Tại vì đó người này à, đã giải thích là cho dù chúng ta đã ở năm 2023 rồi nhưng mà di chuyển tiền xuyên quốc gia đó là một điều mà cũng rất là khó khăn. Nếu mà nào mà đã từng di chuyển tiền xuyên quốc gia, các bạn sẽ biết các bạn gửi tiền à, từ một quốc gia này qua một quốc gia khác đó thông qua ngân hàng, các bạn sẽ hiểu được cái sự khó khăn là bao nhiêu. Có thể các bạn nói là à, chúng tôi gửi tiền giả sử từ Mỹ Việt Nam nó trong vòng một ngày đã đến rồi sáng gửi chiều đã đến nhưng mà thật ra cái các bạn thấy đó là tiền hoàn toàn không có di chuyển. Các bạn đưa tiền cho người ở Hoa Kỳ đi Họ lưu trữ tiền đó ở bên đây Rồi người thân của họ hay là chi nhánh của họ ở Việt Nam đó Thì đưa tiền cho người thân các bạn Trên căn bản tiền chưa bao giờ di chuyển hết Cho nên chúng ta không thể so sánh như vậy được Tại vì chúng ta cũng có thể thấy là Nếu như mà các bạn à, di chuyển tiền Thông qua một ứng dụng nào đó Thì nó hoạt động cũng tương tự như vậy mà thôi Trên căn bản nó tiền không có di chuyển Tại vì tiền nó di chuyển qua ngân hàng thật sự Thì phải tốn tới 5 ngày, 7 ngày Thậm chí là hơn con số đó Và chi phí đó thì hoàn toàn không có rõ Tại vì chúng ta không biết là những ngân hàng trung gian Nó sẽ lấy bao nhiêu khi mà di chuyển tiền và đó là các hoạt động của những ngân hàng hiện tại khi các bạn gửi tiền thật sự thông qua hệ thống Swift và trong hệ thống này đó có rất là nhiều những ngân hàng trung gian những ngân hàng trung gian này đó là họ lấy cái phí và cái phí đó không hề rẻ các bạn tại vì giả sử như các bạn là một ngân hàng ở Hoa Kỳ đi các bạn muốn gửi tiền cho một ngân hàng ở vùng xa xôi ở Châu Phi thì làm sao các bạn gửi được những ngân hàng nhỏ đó họ không có cái quan hệ trực tiếp với những ngân hàng lớn nhất là những ngân hàng lớn ở bên nước ngoài họ có thể là có quan hệ với những ngân hàng lớn hơn ở địa phương địa phương đó có quan hệ với ngân hàng lớn hơn ở uh, thành phố rồi từ đó mới có thể di chuyển qua một quốc gia khác được và cái mối quan hệ đó có nghĩa là chúng ta có tiền bảo đảm cái bạn hay là gọi là pre funded uh, giống như là cái bạn uh, giống như là thường có thể gửi cho các bạn một ngàn đô đi thì ngân hàng À, sẽ thấy là trong ngân hàng của thuận đó giả sử như có con số là 100 000 ngàn đi thì 1.000 đô đó nó sẽ được đảm bảo bởi ngân hàng của thuận thì nó sẽ di chuyển lẹ hơn tại vì khi mà có được cái sự đảm bảo đó thì những ngân hàng kia đó họ sẽ mạnh tay hơn gửi chứ không có lo lắng là không biết cái người mà gửi đó tinh thuận này có 1.000 cho ngân hàng hay không tại vì ngân hàng của thuận đã đảm bảo rồi tại vì họ biết trong ngân hàng thuận có bao nhiêu tiền thì đó gọi là prefunded và những ngân hàng lẫn nhau cũng sẽ như vậy khi các bạn gửi tiền đó thì đầu tiên hết là các bạn thấy là gửi À, tiền từ ngân hàng nhỏ qua ngân hàng lớn hơn ngân hàng lớn hơn sẽ đảm bảo tại vì họ có cái mối quan hệ với ngân hàng nhỏ hơn họ biết ngân hàng nhỏ đó là có bao nhiêu tiền rồi đảm bảo cho ngân hàng lớn hơn rồi sau đó gửi xuyên quốc gia cho nên nó phải qua nhiều trung gian và mỗi trung gian đương nhiên sẽ lấy cái phí rồi dạ, giả sử như các bạn là công ty nike đi các bạn à, bán giày tới cho một nơi nào đó ở châu phi thì nơi đó nó cái người khách hàng mua giày của Nike họ sẽ dùng ngân hàng nhỏ của họ để mà gửi tiền Vào ngân hàng Chase do Hoa Kỳ thì thông qua nhiều trung gian nhưng mà cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn một chút nếu như mà chúng ta có sự đảm bảo của từng ngân hàng và để có cái đó đó thì tiền nó sẽ lóc lại các bạn tại vì có tiền lóc lại à, thì mới có thể đảm bảo được người ta mới có cái sự tin tưởng và đây là cái hoạt động và khi chúng ta đã thấy cái sự ra đời của XRP đó thì XRP có nhiều sản phẩm các bạn nhưng mà một chuyện sản phẩm đó đó chính là cross border payments sản phẩm này đó là sử dụng đồng XRP và cái kết hoạt động đó thì nói như thế này khi mà ngân hàng A gửi cho ngân hàng B không biết là ngân hàng A và B ở đâu chỉ cần đó là có sự kết nối với công ty Ripple và sau đó nó sử dụng một XRP thì ngân hàng A muốn gửi giả sử như là 100 triệu cho ngân hàng B thì 100 triệu đó, đó sẽ đổi ra thành token XRP và di chuyển tới ở bên kia và sau đó, đó cũng sẽ có cái mối quan hệ với lại công ty Ripple và công ty Ripple cũng sẽ hoán đổi đồng XRP đó trở thành tiền của quốc gia đó hay là đồng đô la tùy theo là họ muốn lưu trữ đồng nào và gửi tới ngân hàng đó thì XRP đó trở thành cái nơi trung gian các bạn cho nên chúng ta thấy được là công ty Ripple họ luôn muốn có những cái đối tác ngân hàng tại vì những ngân hàng có đối tác nên họ có thể sử dụng mạng lưới của XRP và di chuyển đó trong vòng chỉ có 3 giây mà thôi cho nên những người mà lo lắng là XRP dao động theo từng ngày ở trên thị trường thì làm sao có thể sử dụng để mà di chuyển tiền được thật ra hoàn toàn có thể được tại vì di chuyển trong vòng 3 giây thôi thì có thể hoán đổi ngay lập tức đó là cái hoạt động và các bạn đã thấy một vấn đề đó chính là nếu như mà như người này nói đó thì công ty xrp đã chiếm vị trí trung gian của những ngân hàng và đương nhiên công ty ripple đã chiếm vị trung gian tại vì họ cũng muốn có một cái lợi nhuận trong đó và vì lý do này đó thì người này nói đó là tại sao mà chúng ta thấy là nhiều à, những cái đơn vị nhà nước nhất là SEC đó thì luôn muốn tấn công công ty ripple cái mà họ muốn đó là công ty ripple sụp đổ Tại vì đây là một những công ty mà thật sự ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ Không phải Bitcoin, không phải Ethereum Mà chính là Ripple và XRP Thì đây là lập luận của Người này ở trên X, các bạn có suy nghĩ gì, các bạn có thể comment ở bên dưới Nhưng mà nếu như đây là sự thật đó, thì cũng có thể giải thích được là tại sao SEC kháng cáo liên quan đến việc là có tiếp tục cho phép công ty Ripple bán cái token XRP trên sàn hay là không Không có liên quan đến token XRP nữa mà nhắm thẳng tới công ty Ripple Tại vì họ thật sự là muốn công ty Ripple đó không thể tiếp tục kinh doanh nữa à, Và mặc dù họ chấp nhận cái rủi ro rất cao khi mà kháng cáo nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi trên bước đi đó biết bao nhiêu là những người mà chuyên về luật đó, thì nói đây là một bước đi sai lầm của SEC nguy hiểm quá cao nhưng mà lợi ích đó, thì không là bao nhiêu nhưng mà nếu như lợi ích thực sự là đến từ những ngân hàng thì đó là một chuyện khác nói tới di chuyển tiền đó thì có một tin đồn tin đồn này đã là liên quan tới X các bạn thì Elon Musk hiện bây giờ đã dựa vào tin đồn này đang nói chuyện với lại một số những cái giám đốc cấp cao ở Forward để có thể chuyển X trở thành một công ty di chuyển tiền tương tự như là PayPal không biết là thật sự là bao nhiêu nhưng mà các bạn thấy được là Elon Musk cũng đã từng nói là muốn X trở thành một cái super app và một trong những phần lớn của X sẽ là liên quan tới tài chính thì Jamie Allaire người mà đứng đầu của công ty sơ cục cũng nói là tại sao lại cần phải nói chuyện với công ty Forward chỉ cần sử dụng USDC là được rồi thì đương nhiên Elon Musk vẫn chưa có trả lời và Jamie Allaire nói là Elon Musk khi nào rảnh á, thì liên hệ với Jamie Allaire để mà nói thêm về sử dụng USDC của công ty Circle Cái thông tin kế tiếp mà cũng gây ra nhiều sự tranh cãi ngày hôm qua đó Cho đến hôm nay luôn các bạn trên mạng xã hội vẫn có khá nhiều những cái lời tranh cãi Đó chính là liên quan tới một cái đề xuất Tôi muốn lặp lại đây là một cái đề xuất mà thôi không phải là luật đề xuất này đó là đến từ một cái quy định mới mà muốn được đưa ra bởi Cục Thuế Hoa Kỳ và Bộ Tài chính. Không phải là luật mới đến từ quốc hội các bạn, đây là một cái quy định mới từ Bộ Tài chính và Cục Thuế. Thì quy định này nói là những công ty liên quan đến crypto thì cần phải cung cấp giấy tờ để cho người ta thay thuế. Điều này là điều hiển nhiên các bạn, đây là một trong những vấn đề mà thường gặp hàng năm. Khi mà thay thuế đó thì ở trong thì crypto này không có một cái gì gọi là đồng bộ hóa hết không giống như là các bạn giao dịch chứng khoán hay là các bạn giao dịch bất động sản có những cái giấy tờ rõ ràng thì ai cũng biết thay thuế như thế nào khi mà các bạn nhìn vào giấy tờ đó tại vì đây là một cái giấy tờ một cái văn bản thường thấy nhưng mà đối với lại crypto đó thì mỗi một cái sàn giao dịch có mỗi cách thay thuế khác nhau Chứ như các bạn sử dụng sàn Coinbase thì hầu như các bạn phải trả tiền để sàn Coinbase mới đưa giấy tờ thuế cho các bạn hay là các bạn sử dụng sàn Gemini hay là những sàn khác thì nó cũng như vậy nó không có vừa đồng bộ hóa hết thì cái quy định này nói là những sàn giao dịch cần phải đồng bộ hóa, bà sẽ sử dụng uh, một cái đơn gọi là 1099-DA Tôi nghĩ DA là cái viết ngắn của tài sản có được số Digital Asset Thì nó cũng tương tự như là các bạn mà đầu tư cổ phiếu thì các bạn có cổ tức thì sẽ sử dụng là 1099-DIV như các bạn à, bán mà có lời các bạn phải khai trên tờ 1099B thì bây giờ đó crypto cũng sẽ có một cái tờ tương tự như vậy và nếu như mà được thông qua đó thì cái à, luật này sẽ bắt đầu vào năm 2025 nghĩa là còn một thời gian dài nữa các bạn không phải ngay bây giờ đương nhiên đây chỉ là một cái dự luật mà thôi và bây giờ đó cục thuế và bộ tài chính muốn là mọi người hãy comment xem coi là cái dự luật này ra sao nhưng mà đó không phải là cái phần mà nhiều người tranh cãi đó các bạn nhiều người nghĩ đây là phần cần thiết nhưng mà cái phần mà tranh cãi đó là đơn vị nào cần phải khai cái tờ này. Các bạn thấy được là trong thị trường chứng khoán Điều đương nhiên những công ty chứng khoán đã cần phải giao tờ này cho người dùng, nhưng mà trong thị trường crypto này đó chúng ta có rất nhiều những đơn vị khác nhau, thợ đào có cần hay không, à, những cái sàn giao dịch tập trung cần hay không, những sàn giao dịch phi tập trung thì như thế nào. Thì bây giờ đó họ đã nói rõ đây là những người mà tham gia vào đào đó thì không cần, tại vì họ không có xem thợ đào là một đơn vị tài chính. Thì cứ hợp lý các bạn. Các bạn là một người mà tham gia vào đào Bitcoin đi thì các bạn xử lý giao dịch các bạn đâu biết là đứng sau so lưng cái ví đó là ai đâu làm sao mà khai thuế được các bạn cần phải có cái danh tính của họ thì mới có thể khai thuế được à, cho nên thời đào là không tính thì điều này là hợp lý đối với nhiều người à, điều thứ nhì đó là những công ty tập trung giống như là những sàn tập trung à, thì đều phải khai thuế điều đó là cũng hợp lý các bạn đương nhiên là sàn tập trung bây giờ các bạn phải KYC thì đương nhiên là phải khai thuế đương nhiên chúng ta đang nói tới là thuế hoa kỳ mà thôi rồi kế tiếp đó, cái phần mà nhiều người bắt đầu là gây tranh cãi đó chính là ví giao dịch thì sao? À, thì họ nói là những cái ví thì tùy theo loại ví nào có thể là phải thay thuế. thì tùy theo như thế nào các bạn họ nói là những cái ví mà cho các bạn giao dịch swap trực tiếp, giống như là các bạn trên cái ví MetaMask hay trên bất cứ ví nào khác mà các bạn có cái tính năng để mà swap trực tiếp. À, từ đồng USDT qua Ether hay là những thế nào đó thì những cái ví đó nó có thể là cần phải thay thuế nhưng mà nếu là như vậy đó thì các bạn thấy được là cũng rất khó khăn tại vì đứng sau lưng cái địa chỉ ví đó là ai thì đâu biết được thì chẳng khác gì nói là những địa chỉ ví đó cần phải KYC người dùng trước khi mà cho họ sử dụng cái tính năng đó nhưng mà điều này đó cũng không có gây nhiều cái sự tranh cãi hơn là những cái sàn phi tập trung Họ nói là một số sàn phi tập trung sẽ phải tuân theo luật này thì một số sàn phi tập trung đó là một số sàn nào họ cũng không có nói rõ cho nên bây giờ đó cái quy định này nó cũng đang mập mờ một chút về cái phần này thở đào đó là không tính rồi thì đó là phần tốt cái phần mà nhiều người bây giờ đang có câu hỏi là những sàn phi tập trung đó họ nói là xăm nghĩa là một số sàn mà thôi không phải là tất cả những cái ứng dụng DeFi đều phải khai thuế nhưng mà một số thì một số này đó, là trong đó có những quy định gì thì thường vẫn chưa rõ ở đây nhưng mà đây chỉ là một cái dự luật mà thôi các bạn và cho dù là à, được thông qua đây nữa đó thì cái quy định này nó sẽ bắt đầu vào năm 2025 thường cứ nói là dự luật nhưng mà trên căn bản đây là một cái đề xuất quy định mà thôi tại vì các bạn biết đó là luật Hoa Kỳ chỉ có thể được thông qua bởi quốc hội chứ không thể thông qua bởi bất cứ một đơn vị nào khác à, và đây chỉ là một cái dự định thôi chúng ta vẫn tiếp tục chờ thêm thông tin và chúng ta còn tới 2 năm nữa thì mới biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng mà Patrick McHenry, một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto và là chủ tịch của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện thì cũng đã lên tiếng nói là hey, khoan đã, ai cũng biết là quốc hội bây giờ đang chuẩn bị ra luật crypto và luật sẽ có nhiều cái quy định rõ ràng bây giờ đó thì bộ tài chính và cục thuế lại tự đưa ra một cái quy định như vậy chẳng khác gì là muốn qua mặt quốc hội và đó là điều mà không thể chấp nhận được từ đây về sau đó tất cả những đề xuất những quy định liên quan đến crypto đều phải được thông qua quốc hội hết đó là cái uh, sự chia sẻ đến từ chủ tịch Patrick Henry và cũng đúng thôi các bạn cái quy định này đó có thể là không thành vấn đề nếu như mà luật được đưa ra chỉ cần chúng ta có luật và luật đó nói rõ ràng là crypto sẽ được xử lý ra sao thì lúc đó nó thuế cũng phải được điều chỉnh lại Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới sàn Husky Thì sàn Husky này chúng ta đã nghe nói tới một số lần đây là một sàn ở Hồng Kông mà đã bắt đầu là có giấy phép rồi và họ sẽ bắt đầu cho những khách hàng nhỏ lẻ cho những khách hàng không thường như thường các bạn đã giao dịch crypto từ ngày 28 tháng 8 như là bắt đầu vào đầu tuần sau các bạn thì trước mắt đó, họ chỉ có thể cho giao dịch Bitcoin và Ether thôi không phải uh, giao dịch bất cứ đâu nào khác ngoại trường hai đồng này và một trong những vấn đề nhiều người nói đó là KYC trên những sàn ở Hồng Kông nó thực sự quá khó và họ vẫn có quyết định là cấm địa chỉ IP Trung Quốc sử dụng sàn thì đương nhiên rồi các bạn à, mọi người đều nói Hồng Kông đó là một cái sự thử nghiệm mà thôi xem coi là chấp nhận crypto sẽ ra sao trước khi mà Trung Quốc mở rộng hơn thì bây giờ người dùng Trung Quốc vẫn không thể sử dụng sàn ở Hồng Kông chỉ những người mà có Hồng Kông mới được sử dụng mà thôi nhưng mà thường cảm thấy là một số người nói là KYC quá khó khăn cho nên không biết là sàn này cái volume hay là cái số lượng người gì sẽ là bao nhiêu nhưng mà các bạn thấy là tới cuối cùng đã, đã bắt đầu đã có một sàn hoạt động ở Hồng Kông rồi chúng ta cũng đã nghe nói tới Hồng Kông hoạt động từ tháng 6 luôn thì mãi tới bây giờ các bạn khoảng chừng là hơn 2 tháng thì mới có thông tin và những sàn khác như là Bybit ấy, thì tôi nghĩ là cần phải đợi tới cuối năm tại vì cái thời gian để mà duyệt cần phải có lên tới 6 tháng thì mới có thể cấp giấy phép hoạt động được chúng ta cũng có một cái thông tin à, liên quan tới DEA ở Hoa Kỳ thì vào tháng 5 đó, DEA đây là cái nơi mà giống như chống lại ma túy, những thuốc cấm đó các bạn Thì đơn vị này ở Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 500.000 USDT từ một cái tài khoản Binance à, Nghĩa là một người dùng Binance mà thôi à, Nhưng mà liên quan đến buôn bán ma túy Thì DEA đó, họ bắt đầu thì cũng giống như là thuộc mà các bạn Thì mới đầu đó, bắt đầu gửi, nếu như muốn gửi một số tiền lớn Từ địa chỉ ví này qua địa chỉ ví kia thì các bạn sẽ trước hết gửi một số nhỏ thử trước coi có vấn đề gì không trước khi mà gửi cái số còn lại thì mới đầu đó họ thử gửi đến địa chỉ của họ qua bên cảnh sát tư pháp Mỹ là Marshall để mà lưu trữ số tiền này thì họ mới đầu gửi khoảng chừng là 45 đô để thử thì 45 đô tether đã di chuyển không thành vấn đề đó bắt đầu là họ sẽ di chuyển cái số nhiều hơn nhưng mà những người lừa đảo đó lại tạo một địa chỉ giả mạo rất giống như địa chỉ thật của bên cảnh sát tư pháp Mỹ và họ chèn địa chỉ giả này vào ví của DEA bằng cách là sử dụng một thủ đoạn gọi là airdrop à, thì nhiều bạn cũng hỏi thường là lâu lâu đó khi các bạn sử dụng ví Tron hay bất cứ ví nào các bạn gửi tiền rồi sau đó các bạn lại thấy có một cái số lượng tiền nhỏ thường nên là khoảng chừng một sen hay là hai sen gì đó gửi vào địa chỉ các bạn thì nếu các bạn để ý đó những cái địa chỉ đó nó có một phần giống như địa chỉ ví các bạn vừa mới gửi lý do là tại vì họ muốn là những người nào mà không để ý đó thì lại copy địa chỉ mới nhất tại vì các bạn mới gửi địa chỉ đó là không vấn đề gì cho nên các bạn copy địa chỉ đó các bạn để vào thì các bạn lại vô tình gửi tiền vào địa chỉ ví của họ tại vì họ đã cố tình airdrop vào ví các bạn một địa chỉ ví tương tự như vậy thì đây là điều mà đã xảy ra với lại DEA các bạn cuối cùng đó họ đã gửi đến địa chỉ giả mạo và mất đi 50.000 USDT Ít cho họ không mất hết các bạn Cái thể là họ gửi là mỗi lần 50.000 sau đó Nhưng mà họ chỉ mất 50.000 mà thôi Nhưng mà điều này các bạn thấy được là Ngay cả cơ quan phòng chống ma túy Mỹ cũng đã bị gạt Bởi cái chiến lược airdrop này và thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là thông tin liên quan tới FTX Và cũng rất là đáng tiếc các bạn Chúng ta cũng nên biết là công ty FTX thì đang khai bởi phá sản Và cái công ty mà đại diện cho những người mà đòi bồi thường đó là công ty Scroll Nhưng mà nào mà còn tiền FTX thì cũng sẽ nhận được nhiều email đến từ Scroll Thì công ty Scroll này đó đã bị hacker tấn công Và họ đã gặp sự cố an ninh mạng và bị đánh cắp một số dữ liệu của khách hàng Các bạn hãy tưởng tượng bạn mất tiền vì sàn FTX và trong cái quá trình mà các bạn đòi bồi thường nữa thì bạn mất luôn dữ liệu cá nhân của mình Wow các bạn à, Nhưng mà nhiều bạn cũng hỏi là nếu như mà mất dữ liệu khách hàng thì làm sao để bồi thường Không phải đây các bạn, cái thường nói là bị đánh cắp đó có nghĩa là hacker đã đến và họ đã lấy cái dữ liệu đó đi một nơi khác có nghĩa là họ đã copy dữ liệu đó dữ liệu đó thì vẫn còn nhưng mà đã bị hacker lấy cắp có nghĩa là họ có một cái phiên bản tương tự như vậy và đương nhiên họ lấy cắp để họ bán cho những người mà có ý định xấu họ biết những người này ra là có tiền crypto thì họ sẽ sử dụng những email, những cái tài liệu đó để mà giả mạo hay gì đó để các bạn có thể mất tiền nếu các bạn tin họ. Và cái số lượng tài liệu mà bị đánh cắp đi đó là những cái tài liệu mà nó cũng không có phải là liên quan tới danh tánh của người dùng. Đó là điều mà được chia sẻ với Scroll nhưng mà chúng ta vẫn không biết rõ hiện tại. Các bạn cần phải cẩn thận Tại vì nếu các bạn đang chờ để mà nhận lại tiền từ sàn FTX đó, Thì các bạn phải cẩn thận bất cứ email nào Các bạn cần phải kiểm tra chắc chắn là đến từ công ty Scroll hay là đến từ sàn FTX Chứ nếu không đó thì các bạn sẽ dễ dàng bị xa lưới Tại vì hiện bây giờ đó, thông tin có thể đang nằm trong tay những người mà có ý định xấu rồi Và đương nhiên họ không thể nào mà lấy tiền trong sàn FTX được Họ chỉ có thể là dù các bạn bấm vào link gì đó mà thôi để có thể là lấy cấp thêm thông tin từ các bạn hay là khóa cá nhân và thông tin cuối cùng đó tôi muốn chia sẻ trước khi các bạn tiếp tục cuối tuần đó chính là thông tin liên quan tới một sàn Ấn Độ là WazirX thì sàn này đó thì bây giờ họ nói là họ sẽ tạm ngưng cho người dùng để mà rút tiền rupee nghĩa là tiền của nước Ấn Độ lý do là tại vì họ cũng gặp vấn đề liên quan tới ngân hàng ngân hàng của họ đó thì bây giờ nói là sẽ không tiếp tục hỗ trợ nữa và họ không biết khi nào mới có một ngân hàng mới thì những người nào mà ở Ấn Độ đó thì ở đây cũng là một Thông tin đáng tiếc, các bạn không thể rút tiền mặt được. Theo thông hiểu là các bạn vẫn có thể đổi thành Tether và rút ra, nhưng mà chỉ không thể rút tiền mặt hiện tại tại vì cái đối tác ngân hàng đã không còn nữa. Và đây cũng là vấn đề, các bạn đã thấy là Binance US đã gặp phải cách đây khoảng chừng vài tháng. Nhưng mà sau đó thì Binance US cũng đã hợp tác với Moontay để các bạn có thể là rút gửi Fiat tiền pháp định và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhìn được nhiều giá trị trong video này nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số nhiều tiêu khác như các bạn nhìn trên màn hình Nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn